Minh Thư gái nhảy, cô đơn 7 năm ở Mỹ, mẹ đơn thân nuôi con gái, vóc dáng nuột nà dù U50. Thư cũng mong muốn được quay trở lại, được các bạn đón nhận Thư sắp tới cho những sản phẩm như những bộ phim của Thư đang chuẩn bị. Minh Thư được biết đến là một nghệ sĩ tài năng của làng giải trí Việt. Cô gia nhập showbiz khi chỉ mới 19 tuổi và nhận được nhiều sự chú ý sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu điện ảnh. Vào năm 2003, tên tuổi của Minh Thư được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia bộ phim Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng. Bộ phim nhận được rất nhiều lời khen ngợi của giới chuyên môn và trở thành phim điện ảnh Việt có doanh thu cao nhất thời kỳ đó khi mang về 12 tỷ đồng. Trong phim, nữ diễn viên đã có màn hóa thân xuất sắc khi vào vai một cô gái làng chơi mang số phận bất hạnh. Ngoài Minh Thư, phim còn có sự góp mặt của nhiều diễn viên nổi tiếng như Mỹ Duyên, Bằng Lăng, Anh Vũ. Sự nghiệp của người đẹp một bước thăng tiến từ đó, tuy nhiên con đường tình duyên lại khá lận đận. Trong thời gian sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Minh Thư kết hôn với người chồng kém 9 tuổi. Nữ diễn viên khá kín tiếng về hôn nhân và hiếm khi chia sẻ hình ảnh về gia đình. Không ai biết được cuộc sống của cô nàng với ông xã như thế nào thì hai người đã âm thầm chia tay. Tiếp theo đó, nữ diễn viên cũng một mình nuôi con gái đầu lòng. Đến năm 2013, Minh Thư chính thức chuyển sang Mỹ định cư và làm việc. Cô ít khi trở lại Việt Nam, trừ khi có dự án phim phù hợp hoặc có kế hoạch điện ảnh. Sau hơn 7 năm định cư tại Mỹ, Minh Thư vẫn có cuộc sống cô đơn và một mình nuôi con gái đi học nơi đất khách. Nói về vấn đề tình cảm của bản thân, nữ diễn viên nghĩ rằng có thể mình khó tính nên thời điểm hiện tại vẫn không tìm được người thích hợp. Cô trải lòng về những mối quan hệ hiện tại. Ở Mỹ, đàn ông thành đạt nhiều, phụ nữ thì được cưng chiều, nhưng Thư vẫn cô đơn suốt 7 năm qua. Có lẽ do Thư khó tính chăng? Nói thật, tuổi Thư giờ, cái nhìn khác với lúc trẻ nhiều lắm. Riêng cái số tình duyên hình như nó vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Thôi thì cứ cố gắng tập trung vào công việc lúc này rồi tính tiếp. Một mình ở nơi đất khách, mỹ nhân sinh năm 1976 phải bắt đầu mọi thứ, tiếp xúc với môi trường mới và điều quan trọng là phải tự thân vận động. Cô cho biết bản thân còn may mắn khi có thể đi hát và cũng dành dụm được một số tiền, nếu không tiêu xài phung phí thì vẫn có thể sống ổn. Dù là mẹ đơn thân, nhưng nhan sắc của bà mẹ một con vẫn rất mặn mà, vóc dáng ngày càng nuột nà theo thời gian. Ở độ tuổi U50, Minh Thư vẫn giữ được gương mặt trẻ trung, làn da căng mịn. Bên cạnh đó, cô cũng thường xuyên tập luyện thể thao để có một thân hình nóng bỏng. Trên trang cá nhân của nữ diễn viên, thời điểm hiện tại cũng đăng tải nhiều hình ảnh khoe body quyến rũ và chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp cùng hội chị em. Trong thời gian dịch bệnh, nữ diễn viên quan tâm đến con nhiều hơn, tự đưa con gái đi học và rước về, còn chia sẻ không gian dạy con học tập mỗi tối. Ngoài ra, cô cũng dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, cùng mẹ chăm sóc Vương và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cuộc sống hiện tại dù là mẹ đơn thân nhiều năm, nhưng Minh Thư cảm thấy khá vui vẻ. Cô nàng vẫn chưa có ý định sẽ tìm một ý trung nhân nào khác, gia đình hiện tại vẫn là quan trọng nhất. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.